Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình, Pamela Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Ở tập trước thì mình khá là may mắn khi mà bắt được tới hai em Pokemon huyền thoại luôn. Thứ nhất là em Victini nè, một Pokemon hệ lửa có kích thước rất là nhỏ nhắn, nhưng mà về sức mạnh thì khỏi với bàn nha, hơi bị mạnh luôn á. Kế đến là em Rawdon nè, kích thước thì lại rất là to và sức mạnh thì nó cũng tương tự so với kích thước á. Và mình còn một em Pokemon hệ rồng khác nữa, đó chính là Gabby. Em này thì khi tiến hóa sẽ trở thành Garchomp á, mình có viên đá Mega rồi, nhưng mà khi trèn đến level 45 thì em ấy vẫn chưa tiến hóa. Sẵn tiện mình còn hai viên kẹo cuối cùng nè, mình sẽ thử cho em ấy ăn coi coi liệu rằng khi lên level level 47 em ấy vẫn chưa có tiến hóa nữa. Buồn ghê luôn, nhưng mà không sao đâu, từ từ mình sẽ kiếm thêm kẹo rồi cho mấy ăn sau nhá. Và hiện tại á, trên người mình có cái Ultra Ball nè, mình có tham khảo công thức á, thì thấy cái Ultra Ball này có thể làm ra được một cái God Rod. Với cái cần câu này thì hình như mình có thể câu được Pokemon đấy các bạn ơi, và thêm một vài vật phẩm khác nữa. Để mình qua nhà chị tá coi còn một cái que quỷ lửa nữa không ta. Mình nhớ đợt trước mình có farm được một vài cái que quỷ lửa, nhưng mà không nhớ rõ số lượng. Đây nè. Ui, nhưng mà mình có hai thôi giờ. Một cái cần câu như vậy thì nó cần tới ba cái que quỷ lửa lận, vì là mình còn thiếu hết một rồi. Buồn nghĩ sợ luôn. Và que quỷ lửa thì mình có thể xuống Nether nè, tìm những Pokemon hệ lửa và farm á các bạn ơi, nên chắc cũng không tới nỗi nào đâu. Rồi, và xuống rồi. Ý ý. Ui. Wow, mấy nhà huấn luyện Pokemon này còn có khả năng bơi trong lava luôn. Hay nhen. Ui, ước gì mình cũng có khả năng đó nhờ. Và ở đây có một vài em Gastly nè, nhưng mà theo mình nhớ hình như Gastly khi mà mình farm á sẽ rơi ra cái nước mắt gas hay sao á các bạn ơi, chứ không phải rơi ra cái que quy lửa đâu, đúng không? Đúng rồi, gây ra nước mắt gas nè. Và sẵn đây á thì mình sẽ đem những cái Pokemon cấp thấp như là Sheldon nè, cũng như là Lilep ra ngoài nhá, để mình có thể luyện level cùng lúc luôn, vì mình đang có cái XP on á. Ví dụ nhá, ở đây có em Slugma đúng không, và mình sẽ farm em ấy đi để cho mấy em Pokemon của mình có thể cùng lên cấp nè. Giờ thì mình sẽ tấn công bằng kỹ năng hệ rồng. Rồi, và các bạn để ý phần cấp nha. Đây, em Lilep của mình đã lên cấp 2 từ việc chia sẻ kinh nghiệm của em Slugma á. Rất là tốt luôn. Và Slugma thì rơi ra cái bột quy lửa chứ không phải là cái que quy lửa các bạn ơi. Hơi tiếc á. Và phía thằng này có một con boss nè, Gengar. Ôi, Gengar là boss các bạn ơi chứ không phải Pokemon để mình bắt á. À, Paunia dám khiêu chiến mình hả? Dám chống hả bao nè, hư cha hư nha, dám chống nha, dám chống nè. Rồi, và mình đã cho mấy em Pokemon mình lên cấp tiếp rồi. Ý, nhầm nhặt vô mới đúng. Và mình sẽ thử đánh em Gengar này để có thể kiếm thêm kẹo cho em Pokemon nhà mình nha. Rồi, và tuyệt kỹ set kết hợp với Infernal Override. Ôi, nhưng mà bị one shot. Em đó mạnh vậy ta. Buồn ghê á. Rồi, sử dụng kỹ năng S Power. Ui. Ui, em Gengar này hơi bị mạnh các bạn ơi, cấp 94 hả nào. Quá khỏe luôn á. Mấy em Pokemon của mình không đánh xi nhê em này rồi. Thử tiến hóa Mega nè. Rồi, cho Infernal. Gengar chuẩn bị ha, chịu hành từ em Charizard của mình đi. Tiến hóa Mega đấy chứ đùa. Và chuẩn bị nè, này thì Gengar Shiny hả? Ui, mà làm gì quýnh ghê vậy? Đó, cố lên, một hit nữa thôi, một hit nữa thôi. Cố lên, yes. Vẫn có thể đánh bại các bạn ơi, và Charizard của mình cũng bị thương luôn rồi. Và khi mình đánh bại em này thì mình được quá trời kinh nghiệm. Kèm theo đó là cái gì nào? Stone Play, nước mắt gas và không có kẹo hả? Ui, buồn vậy. Em đó không có kẹo rồi các bạn ơi. Tiếc ghê luôn á. Nhưng thôi kệ đi, giờ thì mình sẽ đi tìm thêm một vài em Pokemon khác thôi. Ui. Ồ.
mình gặp được em Pokemon rộng nè. Đúng không, em này là hệ rộng đúng không? Đúng rồi, em này là hệ rộng nè. Hay là hôm nay mình sẽ bắt thử một em hệ rộng ta. Được, 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 rộng đánh với rộng đi. Đây, gấp ba ra trận em ơi. Tuy em ấy hơn hơi chênh lệch cấp một xíu nhưng mà anh tin tưởng em. Rồi, ra đây nè, cái năng Ray Run Cloud. Ủa, rộng đánh với rộng là nó phải như thế. Rồi, thêm một kỹ năng hệ rộng nữa nè. Rồi, em này đã rất là yếu rồi. Trong lúc này thì mình sẽ lập tức sử dụng bóng chứa Pokemon liền thôi. Ở đây là khu vực tối tăm ở dưới địa ngục đúng không? Nên mình sẽ sử dụng Dust Bowl đi. Các bạn thấy nó sáng vậy thôi chứ thật ra dưới đây nó tối om mà. Và liệu rằng Dust Bowl có bắt được em... Bắt được em Rugen luôn. Rudigun. Và Lilip của mình đã lên cấp 13 rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ dạy cho em mấy kỹ năng này đi. Rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Vậy là hôm nay mình lại có thêm một em Pokemon hệ rồng về đội nữa rồi. Cấp 62 á. Cũng khá tốt. Nhưng mà mình vẫn đang muốn luyện level cho em cấp bay của mình. Gửi tiếp Charizard và đi tìm que quỷ lửa thôi. Mình không tin là tìm miết ở đây á, một buổi trời mà không có que quỷ lửa đó. 12 seconds later. Trong lúc đi tìm những Pokemon Gengar quỷ lửa thì mình gặp một em sắp Icini nè các bạn ơi. Để giờ thì mình sẽ lựa lại em Pokemon một tí nhá. Đưa em Pivotal của mình vào nè, cũng như em rồng ba đầu nữa để có thể chiến đấu tốt hơn. Rồi giờ khiêu chiến bằng em Rawdon đi, để có thể lấy lại được lợi thế ngay từ ban đầu nhá. Với sức phòng thủ tốt của em Rawdon và có đụng ít máu của sắp A rồi. Đây là Pokemon Shiny nên hơi bị mạnh á. Rồi và tiếp tục sử dụng kỹ năng Fissure xem. Nếu mà chúng ui. Kỹ năng mạnh nhất thì nó lại khá là dễ bị trượt đó các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình còn một kỹ năng hệ đất nữa mà. Có được phân nửa máu của em sắp A rồi. Hay lắm, giờ thì tới Yveltal nè. Và Yveltal ra thì mình sẽ sử dụng Power Play thử xem. Nó Power play của Yveltal lúc nào cũng chất lượng hết trơn á, gây được khá là nhiều sát thương và chiến thắng em sắp Icini. Gây ra gì nào? Gây ra một cái viên đá tiến hóa cho sắp hay rồi một cái Iron Play. Không biết ở nhà mình có cái Iron Play chưa ta? Ơ nhưng mà nói chung có được một cái play á là mình cũng khá là vui rồi. Và Pokemon này mình không đánh được hả? Cái hệ của mình không đánh được các bạn ơi. Vậy thôi mình sẽ tạm thời gác qua và tiếp tục đi coi coi. Mình nhớ có một loại Pokemon sẽ rơi ra cái que quy lửa mà. Nhưng mà nãy giờ đi mình chưa có gặp lại em ấy các bạn ơi. Để mình đi thêm một đoạn nữa coi, hy vọng là gặp được nha. Tìm một lúc á mà mình không thấy á các bạn ơi, nên mình cũng quyết định trở về nhà luôn. Và hai cái play mình tìm được trong lúc xuống Nether thì bị trùng hết rồi. Cũng hơi tiếc á, nhưng mà thôi kệ đi, dù sao cũng là một cái play mới mà. Rồi giờ mình sẽ cất những thứ không cần thiết vào bên trong và đi qua một khu vực khác để có cơ hội tìm được một cái gì ta, cái que quỷ lửa nha. Buồn ghê luôn á, tự nhiên đi xuống đây đợi cả buổi trời mà không tìm được gì trơn à. Ok, hẹn lại các bạn khi mà mình đi đến nơi đó nha. Đi ngang khúc này thì mình lại gặp một cái hố ultra nè. Hay là mình xuống dưới đây để tìm thêm những cái play ta. Nghe có vẻ hợp lý á, và đứng đây lúc coi coi có cái Pokemon huyền thoại nào xuất hiện không. Xuất hiện đi, không thôi ta đi thiệt á. Pokemon huyền thoại ơi. Không xuất hiện là đi thiệt á nha. Ôi thiệt ơi, không có Pokemon huyền thoại nào xuất hiện luôn. Đúng buồn quá chứ. Thôi kệ, mình sẽ đi qua thế giới Ultra trước đi. Tìm thêm những cái play thôi các bạn ơi. Và gần mình đang có một cái time space on time kìa. Cái điểm đó là lần trước mình đã đánh dấu rồi á, nên mình sẽ không qua đó tiếp nha, mà sẽ đi về một hướng khác thôi. Và dưới này có những cái bit chest á, trong đó có tỷ lệ nhặt được những cái bit spawn các bạn ơi. Ước gì mình được một cái bit spawn đó thì hay. Đó giờ mở cái mấy cái chest kiểu vậy á thì mình chỉ mới nhặt được đúng một cái quả này nè, quả heal ball thôi à. Buồn ghê luôn. Mở thì mở nhiều lắm đấy, nhưng mà tỷ lệ ra những cái bóng chứa Pokemon thì hơi bị thấp. Rồi và qua đây, ấy trời. Thôi không có đánh nhau đâu, không có đánh nhau với em đâu. Qua đây lấy cái Master Chest trước nè. Để xem coi cái Master Chest này sẽ rơi ra cái gì. Mở ra một cái. Được một cái điểm Attract. Chưa biết rõ cái điểm sức mạnh như thế nào nhưng mà tạm thời cứ lấy trước đi. Và bên đây có một cái beach chest. Đúng thứ mình cần. Vào bên kia và kiểm tra cái beach chest thôi các bạn ơi. Bên đây là Pokemon gì lạ vậy? Pokemon giống con bọ ghê luôn á. Thôi 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 thôi. Đây cái
Pokemon gì mà có màu cam vậy? À, Lavita. Trời ơi, Lavita mình gặp nhiều lắm rồi. Với lại mình có Tyranitar rồi mà. Mở ra được một cái Rock Memory. Ừ, cũng khá là ok á. À, và trong rừng thì chủ yếu ui Mankey hả? Ờ, như trong khu rừng á thì mình sẽ có tỷ lệ gặp được Mew á các bạn ơi. Mew khi tiến hóa hình như sẽ trở thành Mewtwo hay sao ấy. Hay là phải sử dụng máy móc ta? Hình như phải sử dụng máy móc thì mới biến một em Mew trở thành Mewtwo thì phải. Nhưng mà trước tiên phải tìm được Mew trước cái đã. Mình cũng có viên đá dùng từ kỹ Z cho Mew á, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có gặp được Mew các bạn ơi. Để mình thử khám phá trong cái khu rừng này coi, biết đâu được một lúc nữa thì mình lại gặp được Mew thì sao, đúng không? Ui, Pokemon gì đấy? Để xem thông tin, để xem thông tin. Electabuzz, Pokemon hệ điện. Giật mình cũng mà mình tưởng gặp con hổ không chứ. Ok, để mình sẽ thử bắt em Pokemon này xem nhá. Đầu tiên thì mình sẽ dùng kỹ năng yếu yếu đây như Slash xem. Ui chết rồi. Kỹ năng này thì hơi quá sức các bạn ơi. Chắc một xíu mình phải dùng cái em Pokemon nào yếu hơn em Charizard nữa thì mới bắt được mấy em cấp thấp như vậy á. Chứ dùng Slash phát em ấy đi mất tiêu luôn rồi. Và ở phía bên này có một cái Master Jet, phía đằng kia cũng có này sao kìa. Mở cái bên đây trước đi. Búp. Một cái đẻ Swagger. Chưa biết rõ cái điểm sức mạnh là bao nhiêu nhưng mà tạm thời cứ giữ trước. Về nhà kêu chị y tá dọ giá giùm và bay qua bên đây để lấy cái Beast Jet luôn. Xem coi cái Beast Jet này sẽ rơi ra cái gì nhá. Thường thường thì Beast Jet sẽ rơi ra những cái Memory. Ủa lần này thì là một cái Poisonium Z. Dùng từ kỹ Z cho mấy em hệ độc á. Cũng khá là ok nhưng mà dàn Pokemon hệ độc của mình không được nhiều lắm các bạn ơi. Chủ yếu là mình thấy mình có nhiều Pokemon hệ rồng á. Ở rải toàn Pokemon hệ rồng không thôi, gấp vai này rồi rồng ba đầu này. Vừa rồi mình vừa bắt được thêm một em rồng, hình như rồng nước thì phải á. Ui, mình gặp được một em Pokemon huyền thoại, Cobalion. Wow, Pokemon nhìn gì ngầu vậy. Ui đã nha. Mình vẫn có bóng Pokemon trên người nên chắc mình sẽ thử đánh nhau với em này xem. Dùng Slash trước nè. Và liệu Slash có gây được sát thương? Slash thì không gây được sát thương các bạn ơi. Vậy thì Rayquaza Ray. À, Rayquaza Ray thì có thể gây được sát thương nè nhưng mà không cao cho lắm. Khá là thích hợp á. Tại vì lỡ mà mình đánh mạnh quá thì em này sẽ bị gục luôn á và không có thể bắt được các bạn ơi. Rồi, thử xem. Cobalion đang liên tục bị dính sát thương kìa. Và thêm một hit nữa. Như đầy máu thì mình nghĩ nên dùng cái bóng chứa Pokemon đi. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng Dust Ball trước nhá. Tại vì khu vực này nó tối thui à. Dùng Dust Ball thì mình nghĩ nó sẽ tiện hơn. Nhưng mà là một Pokemon hiện tại nên chắc sẽ rất là khó để bắt đây. Nhưng mà cứ từ từ, tiếp tục là một cái Dust Ball lần nữa nè. Nãy giờ dùng 4 trái Dust Ball rồi không được các bạn ơi. Hay là bây giờ mình sẽ dùng sang cái Ultra Ball xem. Biết đâu đổi sang Ultra Ball thì lại được đúng không? Và đối bắt được em. ui. Lần này thì hụt rồi, không có bắt được luôn. Thử lại một lần nữa. Cứ thử từ từ, cứ thử từ từ. Và liệu là anh ngay vẫn không được. Mình bắt mấy một Pokemon huyền thoại á, nó khó ở một điểm là mình cần phải có rất 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 là nhiều những cái bóng chứa Pokemon đó các bạn ơi, vì tỷ lệ bắt nó không được cao ấy. Khá là tiếc luôn, phải chi bắt được thêm em này thì hay. Oh my god! Ui, Gapai của mình cũng đã tiến hóa luôn. Tin vui đến liên tục các bạn ơi. Wow, vừa bắt được Pokemon huyền thoại và Gapai của mình cũng đã tiến hóa trở thành Gachom. quá vui và kế bên mình còn có một Pokemon ở thế giới Ultra Beast kìa. Katana. Gachom lên đây, lên đây Gachom ơi. Mình sẽ cho Gachom chiến đấu nhá, thử xem luôn. Mà máu cho mấy chức nè, Gachom khi tiến hóa sẽ như thế nào? Khiêu chiến luôn nè. Katana hả? Pokemon huyền thoại thế giới Ultra Beast đó nha. Và mình sẽ thử sử dụng kỹ năng Rayquaza.
Ui nhưng mà không đùa được với Katana các bạn ơi, hơi bị mạnh. Nếu mạnh thì mình sẽ sử dụng Pokemon mạnh thôi. Và Pokemon có kích thước không quá bự nè, đó chính là Victini. Thử xem với Blambus. Ui sao kỳ vậy. No, mình mắc phạm một sai lầm rồi. Mình không cẩn thận chút nào hết. Sao hồi nãy mình không dùng một không dùng em Charizard nhờ? Charizard là hay rồi. Vậy là mình lại bỏ lỡ một em Pokemon ở thế giới Ultra Beast rồi. Tiếc ghê không. Kế tiếp sẽ hỏi tin vui là một tin buồn các bạn ơi. Mình nấp quá. Ok, để mình sẽ đứng ở đây và lượn dài dòng nữa coi liệu rằng em ấy có xuất hiện thêm không nhá. Tại vì nếu mà xuất hiện ở khu vực này thì sắp tới em ấy sẽ xuất hiện thêm vài lần nữa. Rồi qua đây và lấy thêm cái Beast Jet này thôi các bạn ơi. Liệu rằng cái Beast Jet này có thể rơi ra cho mình một cái gì đó xịn sò con bò. Nhảy lên đây cái. Nhảy lên thêm một lần nữa nè. Nhảy lên lại. Cái này nó cứ rơi chậm chậm mà cô có ghê á. Rồi và mở ra được cái Fly Memory. Lần này thì có một em NT nè và một em Pokemon gì đó vàng vàng phía bên này, liệu có phải là Lavita? Coi có phải là Lavita không nhá. Ngoài Lavita thì còn một vài em Pokemon cũng vàng vàng giống như vậy các bạn ơi. Eevee. Ủa Pokemon gì lạ vậy? Nhưng mà có màu cam nè. Mình sẽ thử bắt coi. Ủa Dustborn không bắt được liền hả? Thì Rayborn. Em này chắc phải chiến đấu thì mới bắt được các bạn ơi. Nhưng mà em này cấp thấp quá, mình sợ đánh cái gục luôn á. Mình sẽ kiếm em Pokemon nào thiệt là yếu đi. Chẳng hạn như là mấy em cấp thấp như vậy nè. Như vậy sức tấn công sẽ không có cao á. Tránh trường hợp mình gục em này thì tiếc lắm. Và mình sẽ dùng luôn cái Dustborn để bắt em này cho nó dễ á. Dù sao em này cũng có cái màu cam mà. Chưa biết em ấy có mạnh hay không, nhưng mà cứ bắt trước đi các bạn ơi. Và đã bắt được em Eevee rồi. Hên thiệt. Có thêm một em Pokemon mới nữa. Em này hay gì đây? Em này hay thường thôi, nhưng mà lại có cái màu cam. Nên mình nghĩ em ấy cũng sẽ tốt á. Ủa thật, biết bên đây có em Pokemon huyền thoại nào khác vậy? Keldeo hả? Có Keldeo và NT. Mà NT á, mà mình nói trước á là đây là một những em Pokemon mà mình khó bắt nhất luôn. Lần trước mình từng dùng rất là nhiều bóng chứa Pokemon để bắt em này á, nhưng mà không có được. Liệu rằng lần này mình có thể bắt được em ấy ở dưới thế giới Ultra Beast. Đầu tiên thì mình sẽ triệu hồi thêm một vài Pokemon khác để dễ dàng đánh boss Legendary hơn. Ủa, thu một em Pokemon Legendary hơn. Rồi, và người khiêu chiến đó chính là rồng ba đầu đi. Thử xem nhá. Rồi, rồng ba đầu xuất hiện nè. Sử dụng kỹ năng hệ rồng luôn. Hơi thở của rồng. Đó, kéo được một ít sát thương và bị giật điện rồi nha. Kể đến là hơi thở của rồng liên tục nè. Ủa, nhưng mà em NT phản đam cũng khá là gắt. Tiếp tục là hơi thở của rồng. Phần máu đã kéo đi khá rồi. Giờ thì mình sẽ sử dụng bóng chứa Pokemon để thuần phục nha. Đầu tiên là Dustborn trước, vì Dustborn nó sẽ tăng tỷ lệ bắt Pokemon ở bóng tối hơn á. Ủa nhưng mà có vẻ Dustborn không xi nhê. Bắt em này mình cảm thấy nô hấp quá à. Nhưng mà mình sẽ thử thêm một lúc xem coi có được không nha các bạn. Rồi luôn. Garden cũng đi luôn rồi các bạn ơi. Vậy thì đưa Yveltal ra chịu sát thương nhá. Mấy em chịu khó xíu đi, anh xíu anh bắt không được cái anh ha, cho mấy em ăn thịt NT nhá. Chứ nãy giờ nhịn nhiều lắm rồi mà không chịu vô đội của mình. Buồn thiệt sự. Ui nhưng mà lần này thì lại chịu rồi. Mình đã thuần phục được NT rồi các bạn ơi, level 70. Quá là tuyệt vời, hay quá mấy em ơi. Các bạn thấy không, mình bắt không được là mình hù sẽ bằng hệt là tự động vô đội của mình luôn à. Cái này gọi là đánh bài tâm lý đó. Và cảnh NT còn có em Virizion nữa nè. Để thử xem coi liệu rằng mình có thể bắt được Virizion luôn trong ngày hôm nay. Và tiếp tục là rồng ba đầu ra khiêu chiến nha. Có vẻ rồng ba đầu khiêu chiến khá là may mắn nè. What up thử xem. Kỹ năng này có vẻ không gây được dễ thương. Vậy ui, Virizion thuộc dạng mạnh nha, không đùa đâu. Rồng ba đầu của mình khỏe chứ bộ, mà đục một hit là ngủm rồi.
căng thẳng căng thẳng. Rồi thử dụng kỹ năng Raiden Lao. Ui lần này thì đánh không thốn Gachom mình cho lắm, chỉ cần chết thôi. Ấy nhưng mà Raiden Lao của Gachom cũng đâu thua kém gì đâu. Kéo được phần nửa máu rồi, mình nghĩ mình nên dùng một cái bóng chứa Pokemon liền luôn đi. Thử coi Dust Ball liệu rằng có bắt được. Hồi nãy mình tốn cũng 7-8 trái bóng Pokemon mới bắt được em NT á, và em Virizion này còn khỏe quá. Mình nghĩ như đây máu thì dùng bóng Pokemon chắc tỷ lệ nó không có cao á. Thử dùng một cái Slash xem nhá. dùng kỹ năng đó thì nó lại quá sức rồi. Sao mình có cảm giác á là mình vừa bắt được một em Pokemon huyền thoại là lại có một em Pokemon huyền thoại bị mình tiêu diệt ấy. Buồn thật sự luôn. Và đây có em Rock Group nè. Ở nhà mình có em Rock Group hệ bóng tối rồi, mình tiến hóa cho trở thành Rock Group đây nè. Nửa đêm, Rock Group nửa đêm. Giờ mình sẽ bắt thêm một em nữa để tiến hóa dạng ban ngày thử xem nhá. Rồi đưa em Pokemon huyền thoại yếu ra trận nè. Đi lép ra trận đi em ơi. Rồi, và cuối cùng mình cũng đã bắt được em Rock Group thứ hai rồi đó. Đây nè, trong thời gian với 2 tập á, thì mình sẽ cố gắng train cho em ấy lên level nhanh nhanh rồi sau đó chúng ta sẽ cho em ấy tiến hóa nha. Ở phía dưới chân mình đang có một cái Master Chest kìa. Mình sẽ kiểm tra thử cái Master Chest này sẽ rơi ra cái gì. Hy vọng là một cái gì đó xịn xịn. Một cái đĩa Steel Rock. Chưa biết rõ điểm sức mạnh là bao nhiêu. Nhưng mà tạm thời thì cứ giữ trước đi. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại cái khu rừng đằng kia coi. Mình thấy khu rừng đó khá là may mắn á. Ở tít ở phía dưới đang có một cái Master Chest kìa. Mà nó thấp quá à. Mình sợ xuống dưới chưa nhặt được cái Master Chest á. Là mình trở về cái thế giới thiệt rồi sao. Nên thôi dụ dụ người ta hoài, xuống dưới rồi trở về sao được. Mình đang muốn bắt thêm Pokemon ở dưới thế giới Ultra Beast mà. Với lại muốn tìm thêm những cái play mới á. Thử mở cái Beast Chest này xem. Úi có em Pokemon chạy nhào lại lên khiêu chiến mình chứ. Chịu luôn á, mở ra. Được một cái Dark Memory. Sao toàn là Memory vậy? Và tiếp tục là một cái Beast Chest nó nằm tít ở dưới kìa. Toàn vụ vụ mình thôi, mình thấy mấy cái đó toàn là vụ không á. Lần trước mình gớt xuống lần mình cũng kinh nghiệm rồi chứ bộ. Và phía trên này không biết có rương không ta. Ui đồ nó gớt tứ lung tung kìa, kiểm tra thử coi coi có rương ở trong này không. Ui có vẻ không có rương rồi, để mình bay lên cái tầng cao nhất nha. Tại vì mấy cái phòng ở phía trên mới có đồ các bạn ơi. Ui nó được một cái Let's Rock Orb đi nè. Để cái này khá là hay á các bạn ơi. Để mình cất bất đồ vô trong cái Rusuke nha. Rồi sau đó nhặt mấy món đồ trong này thôi. Các bạn có chỉ mình á, trong đây nó ít có quái á, nên mình nên chơi chế độ bình yên ấy. Nên giờ mấy con Suka nó hiền cô à. Nó chỉ đóng mờ hộp thôi chứ nó không có quánh mình nữa. Nên cũng đỡ một xíu. Và giờ thì mình sẽ tiếp tục đi để tìm thêm những Pokemon khác thôi. A few inches later. Thêm một cái Beast Chest nằm dưới gốc cây. Và rơi ra bức Neon Z. Vậy là sẽ là từ cái Z cho mấy em hãy bỏ các bạn ơi. Cũng khá hay, hệ bộ mình chưa có mà. Và đây chính là cái địa hình gì đây? Ultra Deep Sea. Đây là một cái biển hả? Biển tối ở cái khu vực Ultra các bạn ơi. Và mấy cái cối này hình như nó mềm eo à. Đó, mình đập một phát là nó bể luôn nhưng mà nó không rơi ra gì luôn. Nó giống như kính vậy á. Và đây có phải là khối lưu ly? Đập thử. Ừ đúng rồi, có Luli nè. Và phía dưới này có em Suicune. Đây là Pokemon huyền thoại level 70 nữa. Quá nhiều Pokemon huyền thoại luôn các bạn ơi. Mình sẽ tấn công bằng kỹ năng yếu yếu trước. Đây, lần này thì cái kỹ năng Slash của mình á mới gây được ít sát thương nè. Lần trước mình đánh một phát cái ngõm em Pokemon huyền thoại kia luôn ấy. Xui thiệt sự luôn. Nhưng mà không sao, giờ thì đã có cơ hội để mình sửa sai rồi. Tiếp tục là Slash nè. Và mình nghĩ thêm 2 đoạn Slash nữa đi. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng cái Ultra Ball nha. Rồi một hit nữa, không biết em ấy có chịu nổi không. Làm liều. Hên quá em nói, em ấy vẫn chịu nổi. Và chúng ta cùng nhau sử dụng cái Ultra Ball hoặc là cái Dust Ball thôi nào. Để cùng nhau bắt cái em Suicune này. Thử xem Suicune. Cái bóng đầu tiên đã hụt rồi. Vậy thì cái Ultra Ball thứ hai thì sao? Liệu rằng Ultra Ball có thể chinh phục được Suicune?
Ủa, có vẻ em này hơi khó tính nha. Không chịu rồi mà còn phản đam hơi bị gắt nữa. Khó tính thì tiếp tục dùng Dustborn thôi. Dùng đến khi nào em ấy chịu thì thôi các bạn ơi. Rồi luôn. Sukune đã đánh bại em Charizard của mình rồi. Nhưng mà không sao, mình sẽ cho Gaudon ra tiếp tục chịu sát thương nhá. Mình còn hai cái quả Dustborn cuối cùng thôi. Và thêm hình như 4 quả Ultra Ball hay sao ấy. Không biết liệu rằng với số bóng ở 3 mà 3 trái Ultra Ball cuối cùng này, không biết mình có bắt được em Sukune này không nữa. Tại vì mình thấy hai loại bóng này á là bắt Pokemon huyền thoại hiệu quả nhất thôi. Chứ bóng thường thì tỷ lệ là rất là hấp luôn á các bạn ơi. Mấy trái kia thì cũng không khác gì đâu. Trái đá bồn cuối cùng nè, coi như sau mình đó. Hết tết bồn luôn rồi. Ui, vừa dục tung ra em ấy đã chui ra luôn chứ. Có cần phải phủ vàng như vậy không? Ultra Ball nè. Ultra Ball và... trái cuối cùng đó, chịu đi Sukine ơi. Ui, em ấy không chịu rồi. Vậy thì mình phải sử dụng loại bóng khác thôi. Giờ thì mình còn Ray Ball, Love Ball, Timer Ball, Deep Ball. Và ở đây thì mình dùng Timer Ball thử xem. Tại vì đây đâu có nước đâu nên mình không có dùng đến Deep Ball được các bạn ơi. Cuối cùng mình cũng bắt được em Sukine rồi các bạn ơi. Yay. Mình mới mở cái thành tựu gì 2 phút gì kìa. Mình bắt hơi bị lâu luôn á. Các bạn xem bóng chứa Pokemon mình nè. Mình dùng hết Ultra Ball, dùng hết Dust Ball, dùng một đống Timer Ball thì mới bắt được một em Sukune. Nhưng mà nói chung bắt được là vui rồi. Em này là hệ nước nha. Lại có một em Pokemon hệ nước nữa rồi. Hôm nay quá là may mắn luôn á các bạn ơi. Tuy mình đã bỏ lỡ hết một em Pokemon ở dưới thế giới Ultra nè, cũng như là một em Pokemon huyền thoại khác nữa, nhưng mà mình đã được bù lại bằng những em Pokemon huyền thoại mới rồi. Và đây có em Cloudcher hả? Ơi. NCT ở đây luôn nè. Quá là một ngày may mắn của mình. Được, mình sẽ ý, một Pokemon ở thế giới Ultra Beast tiếp. Nihilego. Ủa, Pokemon gì lạ vậy? Ủa, nhìn giống con sứa ghê á. Mình còn cái gì đây? Mình còn Deep Ball, Ray Ball, Heal Ball. Thử dùng Ray Ball coi. Ray Ball là chọi ra bắt được luôn á. Ủa, nhưng mà mình chọi mất tiêu luôn rồi. Chết mình không? Ơ, cái này không có dùng cái Ray Ball. À đây, chúng rồi nè. Chịu. Ôi không chịu rồi. Quả bóng tình yêu. Chịu đi, yêu thương nhau nha. Được luôn. Cái gì? Thật không thể nào tin được. Mình bắt được em Nihilego. Em này là hệ đá với hệ độc các bạn ơi. Nhìn giống con sứa kìa ha. Nhưng mà mình chỉ dùng cái lớp phone này chọi ra bình thường thôi. Không thể nào tin được luôn. Quá là một ngày may mắn của mình các bạn ơi. Ui, nay nhân phẩm của mình lại lên một tầm cao mới rồi. Ngày càng mình thấy nhân phẩm mình được cải thiện hơn á. Chứ lúc trước mình có thể nói là đen thui tùi lùi luôn á. Bắt Pokemon không được mà còn hay bị Pokemon đánh chạy ha, tán loạn luôn. Và ở đây có một cái beat chat nè. Thế mình sẽ thử mở cái beat chat này xem coi đây là cái gì. Được một cái Crash Memory. Cũng ok. Ok, để bây giờ mình sẽ qua bên kia mở luôn cái Big Chat cuối cùng rồi sau đó chúng ta sẽ trở về nhà nhé. Chứ giờ hết bóng Pokemon rồi. Cũng rất là khó trong việc đi tìm những cái em Pokemon và bắt được á. Ủa, nhưng mà cái Master Chat này nó ở tiếp dưới các bạn ơi. Ai chú. Nó tiếp ở dưới này luôn nè. Ui. Được cái đĩa Pride Plus 110 điểm sức mạnh. Và mình cũng đã trở về luôn rồi. hay nha. Ok, đó bây giờ mình sẽ trở về nhà để dọn dẹp đồ trước khi đi đến một nơi kế tiếp trong ngày hôm nay thôi các bạn ơi. Rồi, mình đã dọn dẹp đồ rồi và giờ thì chúng ta sẽ trở lại cái khu vực sa mạc này nha. Ủa, lần này thì mình lại gặp Victini nè. Có nên cho Victini mình chiến đấu một xíu không ta? Em Pokemon này làm gì đấy? Anh đâu có muốn chiến đấu đâu. Đi ra đi. Đừng có kiếm chuyện với anh mạnh lắm.
Rồi, thử coi coi viết đi này với viết đi này thì em nào sẽ chiến thắng đây. Rồi, 70 với 75 này. Đầu tiên thì mình sẽ cho máy sử dụng Inferno. Thử xem. Ê, mình chết rồi, mình chọn nhầm Charizard á. Chết không, chọn nhầm Charizard rồi. Để mình farm thêm một em Vitini coi coi là cái gì nhá. Wow, đánh được cũng một mớ đam. Mà em ấy vẫn đam cũng hơi bị gắt nữa. Sẵn tiện đây train cho em Charizard của mình luôn. Rồi và tiếp tục tấn công thôi Charizard ơi. Lần này thì Charizard khi mà tiếng gá Mega có thể đánh đồng với Victini á các bạn ơi. Ui. Em Victini của mình cũng đã lên cấp rồi nè. Mình sẽ dạy cho em ấy một kỹ năng nào ta. Kỹ năng này đi, kỹ năng này nó sẽ mạnh hơn nè. Rồi ok. Và em Lilip của mình cũng lên cấp luôn. Thử xem lớp bon lại có thể bắt thêm một em nữa giống như vậy không. Ui lần này thì không ơi. Hồi nãy sao mình hên chứ không biết nữa, dùng hai cái lớp bon bắt được một em Pokemon ở thế giới Ultra Beast luôn. Ui, lần này thì dùng ba quả nhưng chưa bắt được em này nữa. Có vẻ nó hên xui thôi các bạn ơi. Trong lúc này mình sẽ hồi máu cho mấy em Pokemon của mình. Ui khó tính vậy. Chịu đi mà. Chịu đi mà. Chịu đi, chịu đi, chịu đi. Em này mình thấy khá là lạ nên mình sẽ thử bắt thôi các bạn ơi. Đó, được rồi nè. Và xem thông tin coi em này hệ gì. Em này là Pokemon hệ độc. À, mình thấy hình dáng giống giống khủng long. Cái mình cứ bắt hả. Đằng kia còn em Victini nữa kìa. Nhưng mà thôi đi, để dịp khác mình sẽ farm sau. Dùng này cũng không quá khó để gặp Victini đâu. À, thường thường mình lại gần mấy cái hồ lava á, có gặp mấy em Pokemon với lại mấy em boss á. Hy vọng lần này mình có thể đủ may mắn gặp lại và farm thêm nhá. Em này hệ hệ đất rồi. Hệ đất thì làm gì mà gây ra được cái que quy lửa. Nhưng mà hôm nay có vẻ cái khu vực sa mạc á khá là ít Pokemon hệ lửa các bạn nhỉ. Mình đi từ sáng, từ lúc mà trời mặt trời còn trên đỉnh đầu tới bây giờ mặt trời xuống biển mất tiêu luôn rồi mà cũng không thấy Pokemon nào hệ lửa cho mình farm nữa. Có vẻ hôm nay không đủ may mắn để tìm được những cái que quy lửa để mình chế tạo rồi. À, nhưng mà không sao, bù lại mình có được rất là nhiều Pokemon huyền thoại mà. Mất cái này nhưng mà được cái khác các bạn ơi. Mở thêm cái này nè, được thêm một cái loại Super Poison nữa. Ok, chắc bây giờ mình sẽ trở về nhà để chữa thương cho mấy em Pokemon của mình đi. Dịp khác thì chúng ta sẽ tìm que quy lửa sau. Rồi bay vô nhà chị y tá nè, kêu chị ấy chữa thương cho mấy Pokemon của mình thôi. Mình coi nào. Suicune nè, rồi Anti, rồi Cobalion, còn ai nữa ta. Em nào đây, em mới bắt nè. Rồi em sói cũng vậy luôn. Em này thì chữa rồi. Em Eevee thì cũng chưa nè. Rồi mình sẽ chữa hết cho mấy Pokemon của mình nha. Quá là may mắn luôn á, hôm nay bắt được những Pokemon mà mình không ngờ là bắt được, nhất là Anti này. Các bạn có nhớ cái lần mà mình dùng ha, cả đống Pokemon, bóng Pokemon mà không bắt được Anti không? Giờ thì mình đã bắt được và còn có thể cưỡi luôn. Quá dữ các bạn ơi. Anti thì có khả năng đốt cháy lò nung nè. Đây mình sẽ thử cho các bạn chiêm ngưỡng kỹ năng nung nấu của mấy Pokemon hệ lửa nha. À, để mình đi xuống cái đã. Rồi, mình sẽ chuyển sang chế độ lò nung nè, phun vô. Đó. Các bạn thấy không? Nó tự động cháy rồi kìa. Đó, 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 nó cháy rồi đó. Khá là hay luôn á. Rồi, em này thì sao? Em này thì không có kỹ năng. Em này thì cũng vậy luôn. Em này cũng vậy luôn. Và rốc rớp thì càng cao ông. Eevee thì sao? Ơ, mình không biết tại sao Eevee lại có cái ấy ta. Nhưng mà tạm thời mình cứ bắt Eevee trước đi. Và một Pokemon mình muốn cho tiến hóa Mega trong ngày hôm nay, đó chính là em Garchomp này. Ở những tập trước á, thì mình có nhặt được cái viên... Garchompy này. Giờ tôi sẽ trang bị cho Garchomp của mình nha. Rồi sau đó cho em ấy tiến hóa Mega luôn thôi. Đây Garchomp đây, tiến hóa Mega và triệu hồi Garchomp Mega. Đó đó đó, em đây, em ấy đây tiến hóa trở thành dạng Mega các bạn ơi. Và chuẩn bị boom. Các bạn có thấy Garchomp ngầu không? Hơi bị ngầu là đằng khác đúng không? Và em Garchomp này có thể bay nha. Đúng là một trợ thủ đắc lực trong thời gian sắp tới của mình đây. Và mấy em khác á, thì mình sẽ từ từ train cũng như là tìm hiểu thêm về kỹ năng á, để mình có thể sử dụng được hợp lý nhất á. Và tóm lại trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có một chuyến đi rất là may mắn khi mà mang về toàn là những em Pokemon huyền thoại cũng như là quý hiếm thôi. Và mình sẽ cố gắng tìm thêm mấy cái que quy lửa trong thời gian giữa hai tập sớm nhất nha. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.